thứ năm tuần thứ sáu phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 16, từ câu 16 đến câu 20. Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành, thầy thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệp lời kinh thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm sẽ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Suy niệm: tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay như lời nhắn nhủ riêng thật thấm thiết với mỗi người chúng ta, bởi vì những lời này đã được Chúa tâm sự trong bữa tiệc chia tay. Chúa nói với các môn đệ: một ít nữa anh em sẽ không xem thấy thầy, rồi một ít nữa anh em sẽ lại thấy thầy. Câu này thật khó hiểu đối với các môn đệ ngày ấy, nhưng có thể dễ hiểu với chúng ta ngày nay, vì chúng ta biết rõ cái chết trên thập giá đang chờ Chúa Giêsu, và chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các môn đệ không còn được thấy thầy mình nữa. Rồi chúng ta phải biết rằng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Chúa Giêsu sẽ phục sinh và sẽ hiện ra cho các môn đệ thấy. Lời tâm sự của Chúa Giêsu với các tông đồ đang trong bối cảnh bữa tiệc ly. Ngay sau đó Chúa bị bắt, bị đánh đập, xét xử, bị lên án và bị đóng đinh trên thập giá. Lúc này các tông đồ sẽ không thấy Chúa, nhưng sau 3 ngày Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại. Từ đây Đức Giêsu sẽ khởi đầu một đời sống mới, đời sống vinh quang muôn đời, đời sống bất diệt. Lúc này các tông đồ sẽ vui mừng được nhìn thấy Chúa. Thật sự mất thầy là một thách đố thật lớn trong đời người môn đệ. Thầy là chỗ dựa, là lý do khiến họ chấp nhận cuộc sống bấp bênh này. Chính thầy đã gọi, đã kéo họ ra khỏi gia đình và nghề nghiệp ổn định để lang thang đó đây. Bây giờ mất thầy, các môn đệ biết đi về đâu và đi với ai? Và rồi ngày nay Chúa không còn hiện diện hữu hình bên chúng ta như xưa bên các môn đệ, nhưng Ngài hiện diện trong Thánh Thể, lời Chúa, giáo hội và mọi biến cố trong cuộc đời ta. Ngài vẫn luôn âm thầm đồng hành bên chúng ta trên hành trình em mau của mỗi cuộc đời. Ngài nhẹ nhàng ủi an, đỡ nâng và phấn khích chúng ta hãy can đảm vượt thắng những cám dỗ, lôi cuốn của trần thế để trung thành sống đức tin giữa dòng đời. Ngài mời gọi chúng ta hãy tiếp tục sứ mạng yêu thương của Ngài trong mọi môi trường sống của chúng ta. Ngài nhắc nhở chúng ta hãy gieo niềm vui, tình yêu thương của Ngài đến với mọi tâm hồn chúng ta tiếp xúc trên hành trình cuộc sống. Chúng ta cần phải xác tín sâu xa rằng đức tin chính là điều cốt yếu trong cuộc sống của chúng ta hôm nay.